shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Hi, xin chào các bạn, đu trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với stream Bismin đại chiến. Ôi, gần mình có một cái ông gì nè các bạn ơi. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Tập ngày hôm trước á, mình đã rất là may mắn luôn. Ây da, khi mà đã bắt được cái em Raiden hỏa ngục nữa các bạn ơi. Ô, nhìn nó đẹp kinh khủng chưa. Và mình chưa có cái Red Orb để mà biến nó thành cái dạng Raiden nguyên thủy nha các bạn ơi. Không biết rau đình nguyên thủy hỏa ngục nó sẽ như thế nào nha. Wow, cái em hỏa ngục này thì nhìn rất là đã nha. Ui, nó có lava chạy khắp thân thể nó luôn nè. Hấp dẫn quá chưởng hả. Nhưng mà ở trên đây nó hơi bị lán rồi bạn ơi. Chắc nó bị con nào bào hết rồi nè. Ủa, trên trời có mấy con chim nó bị đứng im thì phải. Ở mấy con chim này bị ngáo các bạn ơi. Chơi đá xong nó bay nè. Ui, nhìn mắt nó đỏ ghê với chưởng các bạn ơi. Wow, rất là nhiều chim mắt đỏ ở đây luôn. Ui, con này giống con bạo quá gì ta. Xung quả nó có xuất hiện bên ngày đâu. Ôi ghê quá các bạn ơi. Ở dưới đây có một cái ông gì đây. Ông mũi tutor luôn. Wow, để mình coi ông có chiêu gì nè. Rob Tam, chiêu của Dienga. Wow, rất là mạnh luôn các bạn ơi. Ở gì nữa, Stone Edge, Iron Defense, còn gì nữa không. Có khá là nhiều chiêu nè. Trời ơi, xịn sò với chưởng à. Wow, khá là nhiều chiêu xịn sò luôn các bạn ơi. Ôi để mình đi kiểm tra những cái cây berry của mình coi. Quả nó đã chín hết rồi nè. À không, cái cây này nó mới phát triển thôi, chưa chín. Apricot nó cũng đã chín hết rồi nè. Ôi ôi, sao chín dữ vậy. Tập hôm trước mình đã bị lỗi cái em Latias hỏa lôi nè các bạn ơi. Ui, những cái lôi ở trên đầu đó nè, xịn sò quá chưởng ạ. Ui, như y chang cái viên ruby luôn nè. Điện với lại lửa, lại mắc ma chạy khắp cơ thể luôn các bạn ơi. Những cái berry trong này nó đã chín rồi nè. Wow, đây là Aspire Berry hả. Ui, nó chín rồi các bạn ơi. Bên này sao chín nhanh hơn kia vậy ta. Cũng khá là xịn sò đó. Chắc mình sẽ đi vô mình cất thêm những cái loại berry vô trong đây nha các bạn ơi. Ô, bên đây có một em boss nè, màu white. Em này mình có thể dùng Raiden để mà chơi nó nha. Con này thì mình xài chiêu hệ lửa là chết nó luôn. Ui, mình không có chiêu hệ lửa. Mình có chiêu Rage by Play luôn, chiêu xịn. Ngon lành. Xịn gì mà sao đánh không có xì nhê vậy. Rồi xong tôi luôn. Có sợ là mình nè, sợ mình chơi được không. Hit quay thử nha các bạn. Ây da, xém tí là ngẫm thôi. Ui ui, cấu được có một xíu máu của nó thôi. Hit quay phát nữa các bạn ơi. Ơi ngẫm của tỏi luôn. Mình sẽ chuyển qua em Latias đi. Xài cái gì đây, sai chích nha các bạn. Ôi ơi, đánh mình kìa. Sai chích nó cũng không xin nha luôn. Mình không có cầm cái anti ra rồi. Nếu mà cầm anti thì nãy giờ nó sẽ tiện hơn đó các bạn ơi. Ngẫm Latias của mình luôn. Mình sẽ chuyển qua Rayquaza nha các bạn ơi. Lần này thì xài chiêu gì ta. Dragon Ascent. Mình khỏi cho nó lên mega luôn. Dragon Descent còn chấm máu rồi. Để làm một phát nữa các bạn ơi. Cho em nó ngủm luôn nha. Xịn sò luôn. Nó cho mình cái chiêu Outrest nè. Mình có thể thay bằng chiêu gì đây. Chắc mình sẽ thay Extreme Speed quá. Nó cho mình hai viên kẹo luôn. Và một cái MY Light. Ôi, đá mega của MY xịn vậy. Ở đây có một con Rockin' Rolla. Mà như nó đang ở dưới đất thì phải. Ôi, con mà chót sao nó bị kẹt ở dưới đây các bạn ơi. Xịn sò thiệt sự. Quên mất. Chắc mình cũng phải lấy lại những cái rương đây luôn đi ha. Đây là những bubble mình đã bán nè. Cái ông nào chơi sóc, chơi đem giấu đồ của tôi. Thì mình đón là ông Monster đó bạn ơi. Ai biết ông nào chơi giấu đồ của mình á, nhớ comment ở phía bên dưới nha. Trời ơi, chơi giấu nè, sạch bát đồ của tôi luôn. Đồ đạt để tôi bán nè, mày giấu quá chừng luôn. Đây mình sẽ cất những cái đĩa vô đây lại nha bạn ơi. Trời ơi, giấu đồ đã. Khổ vậy chưởng à. Thời buổi dịch bệnh kinh doanh khó khăn mà mấy ông này cũng phá được. Đây cất đi lại. Ai biết ông nào giấu nhớ comment cho mình nha. Địch về mình cho đóng lại. Tập hôm trước thì mình mới giấu kẹo qua monitor đây. Đây mình có những cái reborn. Chúng mình sẽ tiến hành bày bán đó nha bạn ơi. Bày bán reborn nè. Lớp bon nữa. Trời ơi bày bán hết rồi bạn ơi. Còn gì nữa không ta. Cái này là fastborn hả. Bán luôn. Không chắc mình lấy theo 16 quả đi ha. Thì hiện tại mình cũng đã có mở bán những cái lơ nữa các bạn ơi. Đây là những cái dây chuyền để thu hút các Pokemon khác hệ nè. Gồm có dây chuyền thu hút Pokemon Shiny nè. Hidden Ability, những cái Ability mà ẩn các bạn. Đó là xịn lô sò luôn đó. Wow, những cái hệ nè, hệ rồng nè, hệ đất.
hệ độc nữa, rất là nhiều hệ luôn. Ok thì để coi tập ngày hôm nay chúng ta sẽ có được gì từ hôm qua của fan tặng nha bạn ơi. Ui mình có được hai cái UVC luôn, quá là xịn nha bạn ơi. Và chúng ta có được hình như là 10 quả Whitbon và 10 quả Summerbon thì phải. Ôi cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha. Đó, ai mà muốn tặng quà cho mình á thì nhớ comment ở phía bên dưới nha, comment những món mình có thể nhận được nha. Đó, chứ những món mà xa xỉ quá thì mình không dám nhận đâu. Mấy cái XPC á chắc mình sẽ đeo cho em Latios nè. Không, em Raudon đi, với lại em Rayquaza bình thường của mình nha. Trong tập ngày hôm nay á mình sẽ tiến hành đi kiếm cái ông Officer Man nha các bạn ơi. Và ở đây á mình đã có khá là nhiều cái Oros rồi nè, chế tạo từ công thức rất là dễ thôi, từ mấy cái stick nè, một string và một cái pokeball thôi. Và những cái good rod thì cũng chế tạo như cái này bạn ơi. Good rod này thì mình chưa có thể chế tạo được, tại vì mình khá là lười đi kiếm những cái play rod nè. Và hai cái này á là mình nhặt từ những cái kim tự tháp cũng như là những cái poker chest đó các bạn ơi, rất là xịn sò luôn. Ủa bên này có một em boss nè, to cót, mình qua mình dứt luôn nha bạn. Và mình cũng đã cho mấy em pokemon của mình ăn kẹo lên cấp rồi nè. Em Ray lên cấp 80 nè, em Crow lên cấp 73 cũng như là Latias lên cấp 80 luôn. Tập hôm trước là mình cho nó ăn kẹo thôi chứ mình không có đi luyện, tại vì mình ở trong server không có được lâu các bạn ơi. Mình cũng khá là bận. Bây giờ thì mình sẽ xài cái chiêu Recipe Play nha, chiêu khá là mạnh của Raudon luôn. Ui sao xài không được vậy? Ui bị gì rồi, sao xài không được rồi? Recipe Play lại phát nữa. Các bạn thấy chưa, một đống máu luôn, xịn vãi. Mình sẽ xài một phát nữa nha, cho nó ngụm củ tỏi luôn các bạn ơi. Ngon lành. Ơi và nó cho mình một cái Regadi nữa nè. Ôi mấy con boss bây giờ nó cho mình kẹo quá chừng luôn, xịn sò thiệt sự. Bộ cái hiệu cái các bạn ơi. Rồi trong tập ngày hôm nay thì mình đi kiếm cái ông Officer Man thôi. Ông hay xuất hiện gần gần mấy cái con sông đó các bạn ơi. Cái ông đó chỗ nào mà có những cái hồ nước các bạn, hoặc là những con sông bãi biển á, là ông sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nha. Và ông trốn lúc mình cần á thì không thấy đâu. Đây các bạn ơi, mới nói ông xong xin lỗi ông nha. Đây các bạn ơi, đây là Officer Man của chúng ta nè. Đây ngon lành liền. Mình sẽ lấy những cái Oros ra để mà cùng cường hóa nha bạn ơi. Lấy hai cái Good Rod ra luôn, cường hóa hết luôn nha bạn. Đây, đầu tiên là hai cái Good Rod trước nha các bạn. Cần câu xỉn nè. Đây là Good Rod bình thường nha, mình sẽ cường hóa coi. Ông đang tiến hành cường hóa Good Rod. Ui và cái này có tên là Good Rod. Cần câu rất tốt, rất tốt. Và đây là Standard Good Rod. Cần câu tốt thường thôi các bạn ơi. Rồi mình sẽ cường hóa những cái con cầu khác nha. Sau khi cường hóa hai cái Good Rod rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành cường hóa qua những cái Old Rod nha bạn ơi. Biết đâu á mình được cái con cầu xịn thì sao. Đây, chờ ông tới ông cường hóa như vậy. Ông cường hóa là ông đánh giá con cầu vậy ta. Coi thử coi. Và chúng ta có được một cái Standard Old Rod. Cái Old Rod bình thường thôi. Cái này gì đây, cũng là Standard Old Rod luôn. Ôi ba cái Standard Old Rod luôn các bạn ơi. Ôi xui vãi. Ôi bốn cái luôn nè. Ủa sao còn câu bình thường không vậy? Trời ơi. Đây mình sẽ kiếm những cái cần câu chưa được cường hóa ra nha các bạn ơi. Xui vậy ta. Đây là ôi show Oros. Nghe lạ vậy chứ. Đây là cái gì đây? Supreme Oros. Ui có vẻ là xịn sò một xíu rồi đó. Ray Oros. Wow, ngon. Đây là được cái gì đây? Standard Oros nữa. Gặp hoài luôn. Để xuống những cái cần câu khác nha các bạn ơi. Trời ơi, cái cần câu đặc biệt á kiếm khó với chướng ạ. Đây là cái gì đây? Vẫn là Standard bạn ơi. Chúng ta sẽ cường hóa một lượt đi. Rồi coi được bao nhiêu cái lò còn câu nha. Hai cái, ba cái còn câu Standard, một cái Gray thôi. Ui xui vãi. Good Oros, Supreme Oros, So Oros. Trời ơi, được cái Supreme thôi các bạn ơi. Cái Supreme này cũng xịn sò nhất trong cái đám Oros này rồi đó. Trời ơi, không có được cái còn câu xịn rồi. Và cái còn câu cuối cùng. Trời ơi, Standard, Rare Oros. Còn câu hiếm hả? Rồi Rare, Good, So, Supreme và Standard thôi bạn ơi. Các bạn ơi, Oros trong đây nó có tổng cộng là 7 loại lượng nha. Ở đây mình đã có được Standard Oros rồi nè, Good Oros, cái gì nữa, So Oros nè, Supreme Oros, Rare Oros, gì nữa, Rare Oros và Ray Oros đúng không? Ui mình được nhiều loại với chữ nha. Và một cái nữa là Pro Oros nha bạn ơi. Rất là xịn sò đó chúng ta luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái cần câu cường hóa Supreme ra nha các bạn, để mà câu mấy em Magic Cap coi. Mà chiếc cáp của tôi đâu rồi? Đây, Supreme Oros của mình đây các bạn ơi. Tiến hành câu tại đây luôn. Biết đâu ra một cái dạng mà chiếc cáp đặc biệt thì sao? Xịn sò mấy con bò luôn. Mình kia có một em nhện nước kìa. Lâu quá vậy ta, lâu quá vậy ta. Ôi, câu lâu với chữ luôn các bạn ơi. Ôi, và nó lên luôn Kavaha. Không phải mà chiếc cáp ơi. Mình sẽ đánh nó nha các bạn. Ui, đánh nó không được luôn. Cái gì vậy? Xài chiêu hơi lâu một xíu các bạn ơi.
Bây giờ mình vô cái hiệu cái coi. Ok hiệu. Đó. Rồi vẫn tiếp tục đứng đây cầu Magic Cap coi. Ồ đây ra, ra được cái Magic Cap rồi bạn ơi. Không biết là Magic Cap gì đây. Mình sẽ tiến hành bắt nó luôn bằng Whipball nha bạn. Ngon lên ngành đạo. Cứ Whipball mà xả rồi bạn ơi. Ngày hôm nay mình có đem nhiều Whipball không ta? Mình kiểm tra coi. Mình đem bao nhiêu loại Whipball đây? Ôi mình đem 59 quả luôn. Hết bạn ơi. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy Magic Cap ra mình kiểm tra thử coi. Đây có phải là một cái dạng đặc biệt không? Ôi em này là dạng thường nữa bạn ơi. Mình phải còn câu trúng cái dạng đặc biệt á thì mới nói chuyện được với cái ông Officer Man này các bạn à. Để ông biết được cái trình độ câu cá của mình. Ôi mình câu được cái con Cheeto nè. Cheeto. Ủa con này mình... À hình như là Pokemon mới bạn ơi. Của Gen 8. Mình sẽ lượm nó luôn một Whipball nha. Ơi ngon lành. Xịn xo thiệt sự luôn các bạn ơi. Và chúng ta đã bắt được ẻm rồi nè. Ngon lành Gen đào chưa. Ui trời nó cũng sắp sáng rồi. Wow có cả mấy em... bướm ở trên kia nữa. Bướm đẹp với chưởng hả? Rồi là câu cá đi. Ở đây mà nhìn hoa bắt bướm rồi nữa. Trời ơi câu được cái một cái con cá sống các bạn ơi. Trời tụi cá sống là cái gì vậy? Tôi cần cái con Magic Cap. Ngày hôm nay là ngày để đi câu cá mà. Anh coi thử nha bạn ơi. Ồ đây Magic Cap đặc biệt nữa bạn. Ồ nó màu tím tím. Các bạn thấy chưa? Đó đó là những cái dạng đặc biệt của Magic Cap đó. Ui em này nó bị ghẻ sao các bạn ơi. Nhìn nó có màu tím trên lưng nó nè. Trên khắp người nó luôn chứ. Rồi mình đã bắt được em rồi nha. Giờ thì mình sẽ lấy cái em Magic Cup này ra nha. Ui những cái em Cheeto này nhìn hơi bị ngáo bạn ơi. Thì mình sẽ tiến hành mình coi thử em ra sao trước nha. Con này có tiến hóa lên rồng cá chép đặc biệt không ta. Ui con Magic Cup màu tím các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái em này bỏ trong cái bạc ti của chúng ta. Cái bạc ti gồm 6 con Pokemon này nè. Và bây giờ đi nói chuyện với Officer Man thôi. Đó và ông sẽ cho mình một cái fishing log nha bạn ơi. Đó đây là nhật ký hành trình câu cá nha bạn. Log session nè. Nhìn xịn sò chưa. Rồi để mình coi thử coi. Tập ngày hôm nay mình sẽ câu được mấy loại nha. Cái gì vậy. Mới nói xong mà câu luôn cái con cá sống không có gì không biết nữa. Rồi mình sẽ đứng đây câu dưới sự giám sát của cái ông Officer Man. Ờ đây các bạn ơi Magic Cup nhìn cũng khá là lạ quắc nè. Xài Whipball thôi. Hên quá. Đem nhiều Whipball để mà xài trong cái việc này nha. Magic Cup xịn sò. Trời ơi thành công luôn nè. Chúng ta mở cái fishing lock lên coi. Hiện tại thì cái fishing lock này nó đang bị lỗi bạn ơi. Mình không có thể thấy được những cái dạng đặc biệt khác của Magic Cup. Ôi từ phiên bản 8.0.2 này sao nó bị kỳ vậy ta. Mấy bản trước của mình coi được mà. Thôi mình sẽ cất nó vào đây luôn nha. Mình chỉ mới vừa câu được có hai em Magic Cup thôi. Đây hai em đặc biệt các bạn ơi. Để mình so sánh tụi nó coi. Đó, ngon lành đưa. Một em tím một em xanh. Xanh đậm. Đã với chữ à. Mình sẽ cất hai cái em này vô đây luôn nha bạn ơi. Đó cất luôn em Sermon vô đây đi. Mình sẽ đứng gần cái ông Officer Man này để mà câu và thử ra con gì nha. Dùng thử cái good drop nha bạn ơi. Đó biết đâu ra thêm mấy dạng khác của Magic Cup thì sao. Ui lâu quá vậy. Lâu quá vậy. Ở đây các bạn ơi. Lại câu ra con Cheeto nữa nè. Để mình dứt nó luôn nha. Chi tội tôi. Ơi nhìn cái icon của nó hơi bị hài các bạn ơi. Đâu rồi? Đây đây bạn ơi. Ôi cái mặt nó bự quá chưởng hả? Cái nhóm tác giả chưa fix lại cái icon này đâu. Đâu rồi? Magic Cap. Magic Cap. Ôi ôi, là Magic cá sống chứ Magic Cap gì? Xui vậy. Không thấy đâu hết trơn luôn các bạn ơi. Ôi. Ôi mình câu được cái con Magic Cap gì nữa bạn ơi. Xài Whipball thử rồi. Ôi mình vừa câu được em Magic Cap gì đó khá là xịn sò bạn ơi. Magic Cap bạc màu. Đây nè. Trời ơi Magic Cap lốm đốm. Nhìn bự quá chữ hả. Đã vậy bạn. Các bạn ơi mình vừa bắt được một em Magic Cap bạch tạng nè. Chắc bây giờ mình sẽ bắt nó luôn bằng Whipball nha. Ôi con Magic Cap gì nhìn kỳ lạ phải chưởng à. Cầu bằng cái Supreme Aurora này á. Ui nó rất là xịn sò các bạn ơi. Được khá là nhiều loại Magic Cap luôn đó. Đây thế là xong thêm một em Magic Cap rồi nè. Đây em này em bạch tạng bạn ơi. Hồi nãy là một em bị xám xịt. Ôi con này nó bị lai bạn ơi. Nó có một miếng màu đỏ nè.
Hấp dẫn nha. Đó, thế là mình đã có được 4 loại Magic Cup rồi đó. Ôi, mình lại câu thêm một con Magic Cup khác nè bạn ơi. Và lần này câu bằng cái Good Rod nha. Giờ chắc bắt nó luôn một Whitbon coi. Ủa, cái con Magic Cup này thì nó ít bị bạch tạng hơn nè. Nó chỉ mới giai đoạn đầu thôi. Còn kia thì chắc giai đoạn cuối rồi bạn ơi. Đây, ngon lành. Đây, mình sẽ so sánh hai con cho bạn coi nha. Một em thì mới giai đoạn đầu. Ui, con này nó bị lát tùm lum mình hết luôn nè. Magic Cup lát. Ui, con này bạch tạng hết luôn rồi. Vãi chướng hả? Nhảy lên đạch nè các bạn ơi. Xịn xo liền. Ui, và thế là mình đã có được 5 loại Magic Cup rồi. Tại hôm nay câu 5 loại hay ta? Thôi câu thêm 5 loại nữa các bạn ơi. Cho nó đủ bộ luôn. Ôi, mình được con Magic Cup gì đó nữa nè bạn ơi. Mình vừa câu được một em Magic Cup bạch tạng ít hơn rồi bạn ơi. Ui, con này màu hồng. Quá ha, thằng tiện thì mình sẽ bắt nó luôn bằng Whitbon luôn nè. Ui, ngon lành vậy. Mà mình câu bằng mấy cái Orod á thì mình thấy nó nhanh hơn là bằng cái Good Rod bạn ơi. À, được luôn nè. Ngon lành. Để mình coi em này thử coi. Em này thì hình như nó cũng na ná với lại con này thì phải. Hai con này hình như na ná nhau nữa bạn. Mình cho các bạn coi thử nè. À, không đâu, cái con này nó bị lát mình rồi. Con này thì nó có một cái đốm thôi. Trời ơi, rồi. Thế là chúng ta đã có được 6 con đặc biệt của Magic Cup rồi các bạn ơi. Còn thêm 4 em nữa là xong nhiệm vụ ngày hôm nay nha. Hôm nay bắt cũng khá là nhiều bộ môn hệ nước nè. Ủa, chúng ta còn nhiệm vụ bắt 12 bộ môn hệ băng nữa, mình chưa làm xong. Chắc tiếp mình sẽ đi làm luôn nha các bạn ơi. Ui, được một cái raw fit nè. Trời ơi, cái gì vậy? Ơi, lần này lại ra golden, ra mấy này hoài luôn các bạn ơi. Ngậm cử tỏi đi. Ui, vẫn là golden nữa, trời ơi, sao mấy này hoài vậy? Còn 4 dạng nữa thôi bạn ơi, ráng câu cho nhanh luôn. Trời ơi, đâu nãy giờ sao không thấy con Magic Cup nào hết vậy? Toàn là mấy con Kavaha Golden không à. Ôi ôi, lại thấy con chiêu tồn mặt ngáo nữa bạn ơi. Chết queo luôn. Cho mình rất là nhiều mấy cái cá sống nè. Mày ơi, cái đồ này mình đâu có ăn được đâu mà cho tôi cá làm cái gì không biết nữa. Ôi giời, có con gì nữa bạn ơi. À, con cua. Trời ơi. Oh, trời ơi, được một cái profit rồi. Được cái này hoài vậy. Cái Supreme Urod này sao nó dễ dở sao ta. Ta còn cái gì không à. Ui, lại Kavaha nữa. Hoài luôn á. Ây da, mình bị lắc rồi. Chết rồi, cái con này thì nó có hệ bóng tối. Mình không có thể xài chiêu Psychic được nha các bạn. Fly mình là con. Dảnh cửu tỏi luôn, chỉnh sơ con bò. Rồi mình sẽ đổi một cái Urod khác đây bạn ơi. Cái Supreme Urod hình như hết câu ra hàng ngon nữa rồi. Chuyển qua Rare Urod thử nha các bạn. Ui, Magic Cup. À, và lần này chúng ta gặp con Magic Cup sọc vàng như con hổ nữa bạn ơi. Mình sẽ bắt nó luôn nha. Trời ơi, sao nhìn lạ vậy? Cái này con cá hay con hổ rồi ta? Để chúng ta cùng coi nha các bạn ơi. Mấy em Magic Cup dạng đặc biệt nè, là của game nha, chứ chúng mình chưa có mod lên đâu. Đâu rồi, Magic Cup sọc hổ. Đây đây đây, nhìn xịn xò quá chữ các bạn ơi. Xuống bơi coi thử coi. Đây à, xuống đi bơi rồi. Ôi ôi, gì nữa nè, mặt nó ngáo quá chữ nha. Và thế là mình đã có được em thứ 7 rồi nè, ngon lành. Ây, ô, mình lại được một con Magic Cup nào nữa bạn ơi. Con này thì nó bị lát và nó còn bị thâm nữa. Trời ơi, gì ghê quá vậy. Lụm nó luôn nha bạn, quýt bò nó thôi. Trời ơi, xịn xò với chữ nha. Và ui, mấy em này bắt nó là dễ nha bạn ơi, không có khó gì đâu. Đây, Magic Cup vừa thâm vừa bị lát nữa. Ngon, mình sẽ cắt nó vào đây luôn nha bạn. Ui, lần này, ủa, Magic Cup thường hả? Thường phải không? À, không phải Magic Cup thường các bạn ơi, đây là Magic Cup cũng là dạng đặc biệt các bạn à. Bắt nó luôn nha.
không phải là dạng thường đâu. Nó là xịn sò luôn. Mình sẽ cùng kiểm tra nhé bạn ơi. À, con dạng thường thì nó không có màu trắng ở dưới bụng, con này có màu trắng các bạn ơi. Cũng rất là hay ho ha. Tóm lại nãy giờ thì mình cũng đã có được 10 loại magic cap đặc biệt luôn nè. Đó, một con shiny, một con thường nữa. Bên đây có một emboss suspect nè, hôm qua mình nhứt luôn nha các bạn. À, ngon lành, không biết nó có cho mình kẹo không nữa. Suspect, suspect. Ủa đây các bạn ơi, đây emboss đây nè. Cấp 85 luôn. Xài chiêu outred thử nha các bạn ơi. Khỏi mega lên luôn. Trời ơi, đánh thường một chiêu nó chết queo rồi. À, nó cho mình một cái XP candy, hình như cái size M thì phải. À, để mình coi thử coi. Latias mình đang cấp 80 đúng không? Khi mà cho Latias lên thì nó sẽ... Ui, lên một cấp hả? À, nó lấy được 3000 kinh nghiệm các bạn à. À, cũng được ha. Cũng gọi là ngon lành đó bạn ơi. À, bây giờ thì nó có ra thêm được khá là nhiều loại kẹo luôn. Để mình coi thử nó có được bao nhiêu loại kẹo nha. Candy. À, nó có được nè. Đây, size XS, size S, size M, size L, size XL. Và cái đây bình thường. Wow, cũng khá là hay các bạn ơi. Rất là nhiều loại kẹo chúng ta luôn. Ui, đây mình thấy được một em boss Latias nữa bạn ha. Ui, đây là Latias Mega luôn. Ui, cái đó đang bị cháy kìa. Dứt lẹ các bạn ơi. Ui, xong luôn, mình cũng bị rớt vô lava luôn các bạn ha. Xong tôi rồi, sẽ chịu bay thử nha. Ây da, đau quá vậy. Bay nó. Ui, không bye bye được rồi các bạn ơi. Bay nó phát nữa. Nó mạnh vài chưởng hả. Mình tiến hóa Mega Ray lên rồi. Outred nó nha các bạn. Con này mạnh thiệt sự luôn á. Ui, em Mega Ray của mình cũng đang bị cháy luôn. Sợ vậy. Ui, mày nè, ngấm cửa tới luôn. Ui, và nó cho chúng mình cái gì đây? À, nó cho chúng ta cái Latias size nè. Ai da. Chết. Mình bị cháy chết queo luôn các bạn ơi. Giờ phải spawn về nhà nè. Trời ơi. Thôi sẵn tiện mình cũng cần về nhà để làm một vài cái công việc luôn nha. Chúng ta có được một cái viên đá hệ điện dành cho Raikou. Một cái Psychic Game. Không biết dành cho ai luôn. Một cái Dragon Scale. Cái vảy rồng các bạn à. Thôi. Này mình sẽ cất vào đây hết nha. Rồi. Giờ bốn cái hiệu các bạn ơi. Trời ơi. Mình bị chết cháy không lava kìa. Cây bái trướng hả? Nhưng mà hơn, chúng ta được một cái Latias size các bạn à. Đó, một viên đá mega của Latias đó. Rất là xịn sò luôn. Sẵn bây giờ mình sẽ tiến hóa nó cho bạn coi luôn nha. Ui, có một cái con Pokemon gì nó kẹt ở trong đây nè. Đây là Mudray. À, mấy con này nè các bạn, mấy con lừa. Ui, lừa vậy. Đây nè các bạn. Rồi, mình sẽ tiến hóa cho bạn coi nha. Và em Latias chúng ta đang tiến hành lên mega đó. Ui, xịn sò ta. Latias hỏa ngục. Lên mega Latias hỏa ngục luôn. Wow, hỏa ngục nhìn nó cũng rất là đẹp các bạn ơi. Ui, mấy em phản lực hỏa ngục nè. Bay siêu nhanh luôn nha. Đó, siêu xịn sò luôn. Đó, ngon lành nữa. Ui, cái con Latias của mình nó có chiêu fly. Thể tê là bọt về mấy chỗ này được nè. Sung sướng với chữ ạ. Tê là bọt về các bạn ơi. Thích chỗ nào tê là bọt về chỗ đó liền. Đó, chúng ta cùng coi lại mega Latias hỏa ngục nha các bạn ơi. Ui, nhìn đẹp chứ kìa. Nhìn em Mega Latias hỏa ngục khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, máy bay phản lực. Sẵn tiện thì mình sẽ cho các bạn coi luôn các dạng khác nhau của Magic Cap nha các bạn ơi. Đây. Đầu tiên là Magic Cap bị lét mình lét mẩy. Trời ơi. Tiếp theo là Magic Cap xám xịt. À đâu. Nhầm. Con đây là Magic Cap bạch tạng các bạn ơi. Đây. Đây là Magic Cap xám xịt. Bị ghẻ nữa. Ui, kinh khủng vậy. Thì mình thụ nó vô các bạn ơi. Tiếp theo là Magic Cap màu tím. Ôi, tím cũng bị ghẻ luôn. Đây là tím thường nữa bạn. Đây là màu xanh tím các bạn ơi, phải màu tím. Ôi, thế là xong 5 loại nha. Chúng ta sẽ cùng review tiếp tục mấy Magic Cap khác nha bạn ơi. Đó, 5 con còn lại. Tập hôm nay mình đã câu được 10 con đó, xịn sò chưa? 10 cái dạng khác nhau Magic Cap luôn. Đầu tiên là dạng màu hồng. Ui, dạng này nhìn nó cũng khá là hoàn hảo bạn ơi. Nhưng mà nó có bị một cái đốm ở trên người nó nè. Tiếp theo là dạng Magic Cap hổ. Trời ơi, sọc vàng quốc ấy trang con hổ luôn bạn ơi. Khá là xịn sò luôn. Và đây là Magic Cap. Ôi trời ơi. Và đây là Magic Cap full hồng luôn bạn ơi. Hồng nhạt và hồng đậm. Đó. Còn em này là Magic Cap bị bạch tạng. Vừa bị bạch tạng vừa bị nám nữa bạn ơi. Ôi ôi.
Cuối cùng đó chính là Magikarp. Rồi nó cũng bị lốm đốm màu trắng ở phần ở dưới bụng thôi. Đó, cũng rất là ngon lành cho chúng ta luôn. Còn hai em còn lại chính là Magikarp thường và Shiny thôi bạn ơi. Nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Thì chắc trong những tập kế tiếp á, mình sẽ tiến hành đi câu thêm cho đủ 32 dạng đặc biệt của Magikarp luôn nha bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ là bình luận của bạn ở phía dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.